Thưa quý vị, hiện mặt hàng vải thiều, quả tươi được cơ quan hải quan Lạng Sơn đưa vào danh mục mặt hàng ưu tiên nên thời gian làm thủ tục cho một xe hàng chỉ mất từ 5 tới 10 phút. Một trong những thị trường truyền thống của vải thiều Bắc Giang đó là Trung Quốc. Vì vậy, để tạo điều kiện cho quả vải tươi xuất khẩu thuận lợi trong điều kiện nắng nóng hiện nay, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có nhiều giải pháp để ưu tiên hỗ trợ thủ tục thông quan các lô hàng quả vải.